outside and play inside. Where the streets are empty, that's where we run. Everyday people do everyday things, but I can't be one of them. I know you hear me now, we are a different kind. We can do anything, we could be heroes. We could be heroes, me and you. We could be heroes. Thành Team Lead có thể đặt lên môi, lên đôi mắt của người con trai mình niềm tự hào về mẹ của chúng. Đó là một hành trình hoàn toàn xứng đáng. Hãy nhìn vào gương mặt của cậu con trai để bạn có thể cảm nhận được những điều bạn làm, những trả giá mà bạn có thể đối mặt trong tương lai hoàn toàn xứng đáng để bạn có thể nỗ lực. Could be với những anh chị đang hướng về vị trí Team Elite, hãy hình dung một ngày sắp tới gần đây thôi, các anh chị là những người đi giữa hai hàng người với những cái ôm, với những lời chúc mừng và những nụ cười, những giọt nước mắt cảm động, thông cảm, thấu hiểu. Đó là thành quả mà bạn đã nỗ lực trong việc giúp đỡ nhiều người khác cũng đã nên thành công giống như bạn. Những nụ cười, những cái hôn vội, những giọt nước mắt từ phía sau, đó là hạnh phúc và niềm vui. Và cho mình một quyết định, khi nào bạn sẽ lên sân khấu để được vinh danh là Ruby, là Emerald, là Diamond hay Blue Diamond và ngay cả Team Elite. Khi nào bạn muốn mình được điều đó?
Bạn không thể nào trả tiền để có những cái ôm chúc mừng như vậy. Bạn chỉ có thể trả giá bằng sự nỗ lực của chính bản thân mình, giúp đỡ, quan tâm, yêu thương nhiều người hơn. Và đó là điều bạn hoàn toàn xứng đáng có thể nhận được khi bạn đang bước dần về một vinh quang để được công nhận, để được cùng chia sẻ niềm hạnh phúc của bạn trong ngày trọng đại này. Mời New Team Lead Kim Anh có thể. Và xin mời chị có một vài lời chia sẻ với các anh chị ngày hôm nay. Xin chào OTG Việt Nam. Cách đây 6 năm, mình đã ở trong một khán phòng rất là lớn. Mình đã ra một cái quyết định mạnh mẽ và khi đó cũng có Nathan Rees ở đây. Và ngày hôm nay mình thấy mình cực kỳ may mắn là trong cái ngày mà mình được vinh danh Team Elite, là cái chức danh mà mình đã mong chờ rất là lâu. Nó không phải là chức danh, mà nó là cái chứng tỏ mình đã giúp được rất là nhiều người thay đổi cuộc sống. Thì hôm nay có những người bảo trợ kính yêu của mình đang ngồi ở đây.
ông là người đã truyền cảm hứng cho mình và để cho mình có thể đặt được những cái mục tiêu cao hơn. Mình trước đây là chủ doanh nghiệp và mình đã kiếm được rất là nhiều triệu đô, nhưng thực sự điều mà mình khao khát nó không phải là tiền, mà nó là làm thế nào để mà mình có thể đóng góp được nhiều hơn, làm thế nào để mà mình có thể yêu thương được nhiều hơn và giúp được nhiều người khác thay đổi cuộc sống. Và trong đội nhóm của mình ngày hôm nay, nhờ social media thì đã thay đổi được rất là nhiều người. Và có những người thực sự họ chỉ có những cái, các bạn không thể tưởng tượng được họ vất vả đến mức độ như thế nào. Không có nổi 200.000, 200.000 là bao nhiêu tiền ạ? Không có nổi 10 đô các anh chị ạ. Nhưng họ đã thực sự đã thành công, đã thay đổi. Và đó chính là cái lý do tại sao mình làm công việc này. Vì mình biết rằng ngoài cái việc giúp đỡ người khác, yêu thương người khác, thì mình sẽ có cái phần thưởng rất là xứng đáng. Và không có cái gì xứng đáng hơn. Và thực sự cái hành trình mình đi qua trong 6 năm vừa qua, nó nhiều hơn tất cả những cái thời gian trước cộng lại. Cái thời gian mình từng là chủ doanh nghiệp, tất cả những cái trải nghiệm vui buồn, những cái cảm xúc đó, những cái kỹ năng mà mình học được, những cái nỗ lực, những sự cố gắng và quan trọng nhất là tình yêu. Mình vô cùng biết ơn những người bảo trợ của mình, những người đã rất kiên nhẫn với mình, những người đã yêu thương mình thực lòng. Mình rất biết ơn tổ chức OTG, một cái nền văn hóa mà thực sự là một gia đình thứ hai của mình. Và luôn luôn mình mong muốn làm sao từ tổ chức OTG này giúp đỡ được nhiều người hơn nữa, nhiều người hơn nữa. Và trong năm vừa qua thì thực sự tất cả những cái danh hiệu Blue Diamond, Team Elite, Team Elite Platinum 4 Star, BDM 100 thực sự là mình sẽ đạt được trong năm nay. Và mục tiêu tiếp theo của mình đã bắt đầu từ tháng 11 là mình quên hết tất cả các cái danh hiệu, những cái gì mà mình đã đạt được trong năm 2018. Đấy là mục tiêu đầu tiên, là mình quên hết. Và mình tiến tới cái mục tiêu tiếp theo năm 2019. Cho chị xin thêm 30 giây nữa thôi. Thực sự mình muốn nói đến với các bạn một điều: mình là mẹ đơn thân, mình làm được, tất cả các bạn đều làm được. Bởi vì các bạn ở đây đều là những người cực kỳ tuyệt vời. Mình đã đi qua hành trình này 6 năm rồi. Mình biết rằng tất cả mọi người đều có thể đạt được ước mơ của mình nếu mình có một tình yêu thật sự lớn đối với những người khác, đối với gia đình. Và mình cảm ơn con trai của mình, người đã đồng hành với mình trong suốt thời gian qua. Và cái mục tiêu tiếp theo, Nu Skin Việt Nam tăng trưởng gấp đôi. Và mục tiêu tiếp theo của mình là tăng gấp 3. Mình sẽ là BDM Star 300. Tiếp tục một lần nữa, Team Lead Platinum 4 Star. Xin được cảm ơn và chúng tôi trân trọng mời lên sân khấu bảo trợ của chị Kim Anh để có thể trao hoa và kỷ niệm chương chúc mừng cho chị trong ngày quan trọng này. Một lần nữa xin được chúc mừng New Team Lead Nguyễn Thị Kim Anh.